Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube mình. Ngày hôm nay em ghé Củ Chi thăm chị Loan, chị ở nghĩa địa. Một người phụ nữ rất là độc lạ luôn quý vị nha, ngủ nghĩa địa mà không sợ ma luôn quý vị ơi. Tối tối mới ông Trung đi, ông uống rượu, ông say, ông vô, ông mò. Ông mò rồi chị làm gì ông? Trời ơi, vậy có biết nói làm sao giờ? À, chị đuổi đi hả? Rồi ông có đi không? Trời ơi, chị có biết nói làm sao giờ? Ngại không nói hả? Trời ơi, nhiều lúc cũng ông ngại. Ừ hả? Hình định ghẹo. Rồi chừng nào chị đi cưa răng mà chị nói có một cái răng này cưa hoài không cưa vậy? Tới 25 nhiều lúc cứ đi cưa. Sao này không cưa đi rồi tình để Tết ăn Tết chứ tự nhiên gần Tết cưa. Nhiều lúc cứ đi coi mai mốt đi ra đó ngay trung tâm hổm chi ra đóng cửa. Trời nó mở. Mỗi lần cưa là bao nhiêu tiền chị? Nhiều lúc cũng đâu có nhiều đâu. Em thấy làm răng mắc tiền lắm. Làm răng thì mắc rồi. Làm răng thì nó không kháo ra kháo vô thì mắc rồi. Còn làm răng nhựa thì rẻ, còn làm răng sứ nó mới mắc hả? Làm loại mà tháo ra tháo vô thì... Quý vị có ai tài trợ cho chị Loan làm nguyên lại hàm răng không? Chị nghe răng cây nè. Đó. Hàm trên hình như còn có hai cái à. Hàm trên hai cái. Quý vị nhà kho nào có nhu cầu tài trợ để chị Loan có hàm răng trên để... Răng thì nó mắc à. Đừng có gắn mà loại tháo ra tháo vô. Tháo ra tháo vô thì... Trời đó nó rẻ. Con loại mà không có tháo dơ ra không dơ quá nó mới mắc hơn. Nó mắc hôm nay người nó còn đẹp. Bự nữa nó bự mà trồng bí bự. Sai trái ghê quý vị. Nó bự vậy nè. Sao có bắp ghe không nấu mà nấu củi vậy trời? Chị nấu củi như quen rồi, chị không có nấu bếp ga. Không nấu bếp ga được hả? Thấy em chục cái thôi. Thấy ăn chục cái rồi. Để dành cho chị ăn đó. Ứng này chị đâu có cay quá chứ đâu ăn được. Hai cái mấy nó tư nè. Tư bẻ nhánh luôn nha. Bẻ nhánh thì sao nó đẻ nữa. Hái vậy nha. Em thấy chỗ kia coi kia nó còn sai quá trời luôn. Nhiều. Nó chín là nó hư á. Nó chín là nó hư. Đeo mũ anh dân quân luôn nha, đừng nói quen anh dân quân nào, anh dân quân tặng cái mũ bữa chị lên xã dân quân rớt cái mũ rồi lụm luôn chạy hả? Chạy xe nhiều quá rớt cái mũ rồi chị lụm á, lên xã cũng đội nón vậy nè. Bữa lên xã đội nón người ta không lái lại hả? Không, đâu có lấy gì đâu. Được rồi, nhiêu đó được rồi. Chị có hái ăn không? Không, cay quá chứ không có ăn. Cũng hái nữa, chị hái nữa. Như đây được rồi hả? Thấy nữa không? Được rồi. Thấy hết chín còn cây khác đi. Nha. Thấy hết chín nè. Thấy hết cũng được. Thấy hết chín nè. Còn cây khác nữa. Em thấy cái coi ngoài kia cũng sai lắm trùm mẹ. Sai lắm. Mà đều chị không có ăn. Cứ ai ấy thì cứ hái. Sao không hái cho người ta đi để nó hư cũng hả? Vậy à? Để nó... Cái này héo rồi đó. Hư, biết rồi. Biết rồi, để nó theo cũng này không có theo. Để cái bình đi. Để chị lại ủa kia. Chị trồng mai tết mà chưa trồng hết mà nó bị cháy rồi chết rồi nó khô quá nó chết rồi để chị lấy cái bọc chị bỏ vô để chị coi cái có cái bọc nhỏ nhỏ nào để nó đó giùm em đi để nó mũ bảo hiểm em tới em bỏ đó là cái chòi của bà ở đâu quý vị nha để chị lấy cái bọc có gì để vô chị để vô để ai mua nước ngọt vậy. Ngày á. Bé Thị hả? Hai ngày á. Nãy ai cho me vậy? Nãy em ăn cái rồi nha. Cứ việc ăn me ngọt lắm. Cứ việc ăn nữa chứ. Uống nước gì nó tan đá hết trơn kìa. Ăn chút nó uống. Chị vũ bọc nó biết chưa? Vũ bọc kia đừng có nước. Vũ bọc kia đừng có nước luôn. Xả ăn được không? Hả? Xả ăn được không? Được. Xin xả luôn nè. Cho có công việc để quay luôn. Vậy á. Được. Mất cái mát em xả đi. Bữa cho biết. Bạn con gà mà bạn không ăn em đem về. Rồi em ăn một mình ngán muốn chết luôn à. Nhiều ít. Mấy tép rồi được rồi. Khoảng bao nhiêu tép? Muốn cho nhiêu cho? 5 tép hay 10 tép đừng chị biết chị bứt. Chị muốn cho nhiêu cho à? Nhiều lúc chị bứt hết bụi cũng được. Hả? Chị bứt hết bụi cũng được. Hết bụi cũng được hả? Chị trồng hay là nó tự mọc? Chị trồng á chứ. Em ăn có sao không ta? Không có sao.
Đâu có gì đâu. À, hình như đây nha. Ừ. Hình như đây nha. Chứ để chị cái đó cứng lắm, để chị ấy. Trời kiếm ơi. Cái dầu nại lên chứ. Sợ bà lâu á. Đây à, toàn nghe đẻ cứng quá. Mẹ trồng đủ thứ luôn vậy đó. À, mẹ trồng với mẹ rau quay xài ăn đâu. Bên đây đu đủ cũng vậy nè. Đu đủ chín luôn nè. Đu đủ chín thì hái chứ để làm chi. Trời ơi, đu chín bà không ăn bữa hái bà bỏ vậy đó. À, trồng trên đá mà có trái nè thấy chưa. Trời đây nè quý vị. Mẹ trồng trên mẹ mà cũng có trái nè. Mấy quá trời luôn ạ. Ủa chị bấn hết vậy là nó không còn nữa sao? Còn bất... bội bên đây. Ừ vậy hả? Trắng bên đây. Mà em ăn gì hết mà chị bấn nhiều vậy? À chứ bao thôi, nhiêu bội? Thôi bấn 10 tép thôi. 10 tép hả? Bấn trong giữa ra nó không có chết. À trong giữa ra nha đây. 10 tép phải không? Dạ. Chứ... bấn được không? Được. Không được rồi thôi à. Được. Hôm không? Nay được người đẹp... hái ớt cho nè, hái xả cho nè, thứ nào chịu nổi. Cho ừ. Những cái tiếc của không? Tiếc gì có gì đâu tiếc. Sao chị không hái đem bán đi? Ừ, chị có bán buôn gì đâu. Mở lần lên làm xin đu đủ, xin ớt á. Khỏi chín, mua luôn. Ăn chín là hái chứ không? Cho chị chặt chả là nó hư buồn xả luôn á. Chứ giờ phải chặt nghề mới chị phải nhổ đó. từng tép ra xem rồi để nó mọc nữa à, chứ giờ làm sao nhỉ thế ấy vậy chứ được mấy tép rồi chị hả chưa ra hả chưa trời ơi chưa đáng lẽ chị phải nhổ từng tép chứ chị làm vậy à. Còn gì bụi được à. Như đó được rồi à như đây được rồi hả rồi cắt lá dục đi cho nó ấy chưa đi ấy. Được rồi à. Vậy cho nó dễ nhổ trời mà nhổ à. Một lần nữa bụi vậy đó à. À, rỉ mấy cái này ra thôi rồi em về giữ cái máy nha ừ về giữ cái máy từng tép thôi nha chị mấy cái để này cắt này. Lá đi cho nó à biết rồi. Ừ, chị cắt ngay khúc tay chị cầm nó được rồi. Ừ. Chắc chiều này đi mua ốc về ăn quá à. Hả? Nấu ăn quá à. À hồi bữa ấy nha, cho Quyên ấy luôn. Quyên gì? À, à Quyên cái ấy ốc á. À, rỉ rỉ này ra bớt. Rỉ này về dưới cái đầu máy lại. Máy lại từng tép máy lại. Nha. Để lấy cái bịch bỏ vô à, rỉ ra như vậy á. Thì có bịch không? Có. Có bịch nè chứ sao không có. Này có bịch mèo nè quý vị nha. Này có bịch nè. Rồi bỏ ớt vô luôn đi. Chơi đi. Dũ vậy đó. Dũ như vậy cho bọc có khô. Vũ nha cho bọc nó khô để chị hái đu đủ bỏ vô bọc này luôn dễ thương quá ha ừ. Hái đu đủ cho nữa chứ chứ chính là để chi chị ăn đi sao chị không ăn chi? Chị không thích ăn đu đủ mà trồng à, nhưng nhiều lúc trồng vậy chứ bữa thái đu đủ bà hái chín mà bà bỏ thái tiếc luôn hả mấy bữa đu đủ chín mà chị bỏ thái tiếc người à, không có ăn mà hái chứ bỏ chứ ai giờ ăn không hết mà làm sao đây chị hái hái ra bên đó ăn trái bự luôn nha à, bữa bên đó ăn trái bự hái luôn nha quý vị ba thằng tiên tỷ hái đu đủ nha quý vị à, à, bẻ ăn trái hái nó nhỏ đi hả? Bự chưa chín mà hái như vậy chưa chín hả để đó từ từ hái mấy cái đu đủ nhỏ chín rồi nè mày chín rồi hả đó. Trời ơi hái một cái rớt ba cái chứ giờ chín nghe lẹo nghe rực nghe cái rớt nè nè à, trời ơi này chín rồi nè đây cá kia nè cá đó còn sống à, cái này hết rồi đó. Ừ cá đó à. Được rồi đó xong đó vậy chứ bẻ cái là anh rớt á phải không bẻ cái là anh rớt trời ơi xin con cái mà cho bốn cái ờ à, thôi à, chứ à, đi để chi nhiều rồi cảm ơn người đẹp à. Đã có lòng từ bi à, nè. Lòng bố thí trời ơi à. Đó, ăn lòi họng luôn á thử như đó hai bữa hết em để nó chín em ăn ờ à, để chín ăn ngon
để anh chi nhiều. Hai chứ để anh chi. Rồi ở đó hát bài nghe mệt chưa? À, không, hứa mệt. Lá nước xịt tinh uống đi. Hả? Lá nước xịt tinh ngầu đã tâm sự. À, chút nữa uống. Không khác hả? À, không. Nãy giờ hát quá trời mà không biết không khác. Hát nào chị qua bên đây nè, bên đây ngược nắng nó đen quá. Hả? Qua bên đây. Giờ biết cái hát quê nào nữa. Giờ hát đi. À. Đứng bụi xẻ đó ngồi đó đi. Ờ, à, ngồi đây hả? Yeah. Giờ thì thích ăn gì bữa nào mua? À, giờ chị có biết ăn gì nữa, giờ đồ ăn quá trời. À, chị có biết ăn gì nữa. À, giờ biết chị có hay uống cà phê, quán cà phê sake không? À, quán cà phê sake không. À, chị uống cà phê gói không à? Cà phê sake bên đây nè. Không, nghe không nghe có. Ba. Không có. Bữa giờ em chờ chị, không có là em lên đó uống cà phê đó. À, cà phê đó hả? Chị không có mà uống cà phê đó. Cà phê gói đôi ba cái. Giờ biết bài gì nữa. À, giờ quá được bài. Đang suy tư. À, giờ không hổm rồi. Bản nào cũng quay hết. Tiếng chày trên sắp bom bom. À, tiếng chày sắp bom bom hả? Dạ. À. Hát xong rồi đi cưa răng luôn đi. À, tiếng chày sắp bom bom. Tiếng chài chưa dứt bằng đêm nào nấc vô cánh thông bay xa. Mừng một đêm giá thêm nhiều gạo. Bao nhiêu gạo là bao nhiêu tình. Tình là tình áo bướng. Tiên sông vất lòng chờ mong tin nhắn. Ngày mai xa vắng, ngày mai mình hết mình. Tin là tin nấu bướng. Đấy, có gì nè. Cục quá à. Cái gì, bài hát ba nào, bài hát cũng 30 giây. À, cục quá à. Rồi, còn bài này hát nữa không? À, hát lại bài cũ cũng được. Hát lại bài cũ cũng được hả? Hát lại bài cũ thì hát bài... À, quán nửa khuya hả? À, không biết. À, thích bài cũ bài nào thì hát lô tô đây chị. À, hát lô tô hả? Ừ. À, hát lô tô thì chị biết một hai cái lô tô thôi. Ừ, cũng được. Nga tra lóc thịt trả lại mẹ cha nhớ thấy quá ra bông sen hoàng cốt 2011. Hay là đúng đó. Con kiến vàng đâu trên bông bí tôi thấy mặt nàng để ý tôi thương thương cô mặc áo giác bầu mặc quần ấm tấm mang dài đích cơ số 1 vô. Trời ơi thằng tiên tiên ngủ nghĩa địa mà hát lô tô hay ghê quý vị. Ví dụ con số 10 là hát sao? À, con số 10 hả? À, không nhớ con số 10. Nhớ con nào hát con nói đi. Hát hai cái hả? Suy nghĩ gì nữa? Để chị suy nghĩ chị hát. Cái gì mỗi lần suy nghĩ là cả tiếng hồ đó. Hát bài thôi. Suy nghĩ hoài vậy. Chơi xuân cầu mới có số được chứ. Làm sao có số được. Hát đâm ngang cũng được. Hả? Không sao. Đâm ngang không biết số. Đâm ngang làm sao biết số được. Mua sầu riêng tôi bán sầu riêng cho đó. Con 10 nguyên đó. Ai bán sầu riêng gì đó. Ai mua sầu riêng hả? Bán sầu riêng hả? Ai mua sầu riêng, có ai mua sầu riêng, dần chân quán em đây chỉ bán sầu riêng, không bán tình duyên. Dù cho má khấm môi hồng, sầu riêng trang chứa trong lòng, ông số 7, con số 7. Hát đông ngang vậy bà nội. Trời ơi, ông nói thì con số 7 chứ. Trời ơi, thằng điên tỷ quý vị ngủ nghề địa hát vậy đó.
Trời ơi, bài hát có 5.000 thiệt chứ. Chứ giờ biết hát sao nữa. Trời đất ơi. Giờ hát lại nha. Ờ. Hát lại cười nữa. Ai mua sầu riêng, có ai mua sầu riêng, dần dần quán em đây chỉ có bán sầu riêng, không bán thành viên. Dù cho má khóm môi hồng, sầu riêng chăng chứa trong lòng ông Bảy, con số Bảy. Tự nhiên liên quan đến chứa trong lòng là ông Bảy. À, thì kêu là ông Bảy. Trời ơi. Chăng chứa trong lòng thì kêu ông Bảy, con số Bảy. Chứ giờ biết sao giờ. Trời ơi, nó cười bạo quá, quý vị ai sợ bạo luôn á. Rồi còn số nào khác không? Chị có hay đi coi lô tô mà chị biết hát lô tô hay vậy? Có, ngày đó chị coi lô tô đồ này kia tùm lum à. Vậy kêu biết kêu kêu nhiêu đó thôi chứ biết kêu cái gì nữa. Chứ biết kêu cái gì nữa hả? Kêu không? Đang đây coi nhớ kìa. Nhớ hết ngày hết buổi thần tiên tỷ tỷ ơi. Bạn ngủ xung quanh là nghề địa không à cả nhà. Không, bữa đâu sợ đâu. Đông ngăn thì hát tăng cổ cũng được, không khỏi cần cả lương. Chị có biết hát hồ quảng không? Không, không biết hồ quảng. Mỗi lần hát là suy nghĩ gì hả? Sao mình định hát con Mùa Nguyên sao hay vậy? Mình định hát sao con Mùa Nguyên? Hát bài nào cũng được, xong rồi mình đâm ngang là con Mười Nguyên thôi. Đâm ngang hả? Ừ. Hát ha. Con đường xưa em đi nha, cái chút đâm ngang nha. Con đường xưa em đi, vàng lên mái tộc thời, ngõ hồn chẳng tái tê. Ánh đèn hơ vô quay, nước qua đường vắng tính. Chỉ còn tôi với ai, ngày trước phong sương. Tình đó đôi mình. Ngày trước phong sương, nghe đó đôi mình. Đâm ngang cái gì nữa trời? Là con số 9. Đâm ngang 437 nha. Là con 34, 437 là trời. Con 34. Trời ơi. Đó hay chưa? Em sợ chị luôn. Thì đông ngang 437 chứ giờ sao? Giờ mình ca nhảy cái đông ngang 437 thì con số 34. Chứ giờ chỉ biết đông ngang sao giờ. Nhìn vô đó mấy người đó nó phức mặt rồi, thì đâu ngang 437 thì số 34. À, chị ở đây là chị nấu cơm một buổi sáng là chị ăn nguyên ngày hả? Hả? À, có buổi sáng này chị ăn nguyên ngày, chúng ta chị ăn nửa còn nửa đó. Gì hả? Chúng ta ăn nửa cái. Sao chị nấu nhiều cơm vậy? Nấu có nhiêu đây mà nổi. Chị ăn mỗi lần là mấy chén mà chị nấu nhiều vậy? Chị ăn nửa vậy đó. Ghê vậy, ăn mấy chén? Ba chén không? Hai chén, ba chén gì vậy hả? Hai chén. Mà chị nấu ít thôi, sao chị nấu nhiều vậy? Chị cho mèo nữa hay gì? Nữa nha, cái đầu chị trộn cho mèo ăn miếng, cái còn miếng chị ăn, cái chiều chị không có nấu. Lỡ hết gạo, không ai cho gạo, chị đi mua hay sao? Đi mua chứ sao? Giờ còn gạo không? Còn. Còn mấy ký? Không biết mấy ký nữa, chắc có 3-4 ký gì. Vậy hả? Bữa nào lên đi mua gạo cho. Để dành đó khi nào hết thì ăn. Đó. Còn tiền đó là mua thuốc, mua men đi. Thì đó. Còn cà phê đó mới mua đó uống đi. Thuốc lá mua đó, thuốc lá nó rẻ có 9.000 gói à, rẻ vậy? Biết rồi, 9.000 gói rẻ. Rẻ hả? Em tưởng mấy chục ngàn chứ. Mấy chục ngàn đâu? Loại đó là rẻ đâu không? Phải 3 số 5 rồi này kia đâu. 3 số 5 là 2 mấy ngàn hả? Đâu phải 3 số 5 rồi đâu. Nó loại chị hít đắng vậy đó. Vậy hả? Mà uống nhiều nó không có tốt đâu, chị hút ngàn nếu ít thôi. Hút ít thôi, đâu có hút nhiều đâu. Buồn mới hút hả? Hay sao? Thì nhiều lúc chị hút thuốc cũng quen rồi, thành thử chị ra. Chị hút được bao nhiêu năm rồi? Từ hồi bà già còn, nay gần 10 năm.
Tại sao chị hút thuốc hồi đó, tại sao chị hút, biết hút? Ai chị hút? Ngày đó thì bung bê thì chị cũng... Ngày đó bà già còn chị xài thuốc cũng lâu rồi. Chị thay xài thuốc đó hồi bà già chị còn nữa đó. Vậy hả? Cứ ngày hai cử, uống với hút ngày hai cử nè. Quý vị ơi, hôm nay em có bán lạp xưởng với lại chả lụa cho mọi người ăn Tết nha. Thì lạp xưởng là em có bán lạp xưởng tươi và lạp xưởng khô. Lạp xưởng tươi là 180.000 ký, lạp xưởng khô là 220.000 một ký nha cả nhà. Thì ngoài ra thì có chả lụa là 95.000 một đòn, một ký là 190. Chả lụa ở ngoài Bình Định luôn ạ, rất là ngon luôn. Quý vị ơi, em có bán thuốc bổ xương khớp glucosamine loại 280 viên với giá là 850.000 free ship toàn quốc.